Ok, cảm ơn Hải. Không, thật thật sự là mình cũng khá là ngạc nhiên ấy, vì cái pace của Hải chạy rất là tốt. Đấy, thì lúc nào mình sẽ xin phép Hải show cái tài khoản rồi thì chia sẻ với các chị để các chị học hỏi thêm. Đấy, thực sự là so với cái quảng cáo của Nhung thì bên pace Hải Ánh chạy rất là rẻ. Rất là rẻ. Chiến dịch gần nhất cách đây khoảng độ một tuần này, Hải Ánh vừa khoe chạy có 5.000 mấy một pin. Vậy hôm qua còn có hơn 4.000 đó thầy. Chạy như thế thì kiểu gì cũng lãi, không không thể lỗ Nhưng mà được. cũng có, đấy là em chạy mấy bài thì cũng có bài khoảng 8-9.000, có bài cũng 10 18 20.000 hai mấy nghìn cũng có. Nhưng mà bài rẻ nhất là hơn 4.000, chỉ có 4.100, 4.500 thôi. Một tin. Nhung có thuê thầy lựa mẫu cho không Nhung? Chị ra nó thuê gu Em đang gu thời định là trang. sau bài em đang định là bởi vì mấy hôm vừa rồi nó cũng không vào được cái buổi thứ ba tiếp, bởi vì đúng là đang lúc em đang cần về cái chạy quảng cáo và cái tạo dựng page đấy, nhưng mà vì là sức khỏe nên là không vào được bài lần trước, nhưng mà cũng muốn là sau bài này chắc là em xin phép được inbox riêng thầy để thứ nhất là nhờ thầy sâu hơn một chút và cũng nhờ thầy chạy quảng cáo. Vâng, tất cả mọi người Bạn cũng thầy đang có thấy mẫu mẫu thầy chọn gửi cho chị Nga đẹp không? mẫu này Nhung. em chẳng Nhung có thích không? mẫu này em thích, nó lại thuộc gu của em. Thật ra cái hãng này này là một cái hãng rất là cao cấp của Hàn Quốc. Hãng này cực kỳ cao cấp đấy. Nên là nó thuê Kim Sohio cái gì Kyo à? Thiết kế Không, cái con diễn viên điện ảnh nổi tiếng ấy, à, con chụp chụp ảnh ấy. Không hay kêu à? ừ đúng rồi, xong xong Kyo đấy, nó thuê con này Đại làm diện thương mẫu hiệu. đấy, làm đại sứ đấy, mà thuê con này nhiều tiền lắm. Hãng này mình thấy vào mẫu rất đẹp sang. Thôi cứ mình việc của mình là mình tìm thôi, còn việc ai nhìn có ưng mắt hay không thì đấy là việc của mọi người. Thầy không thể nào biết là mọi người có ưng hay không, có thể mọi người chỉ thích cái, chỉ cần mọi người thích một cái chi tiết trên cái mẫu này thôi cũng đã là được rồi. Mấy Ừ, mẫu này đẹp trang mà hả? mấy mẫu này đẹp mà. Ừ, chị đang nói là cái hãng này là hãng rất là cao cấp của Hàn Quốc. Thì mình đang nói là ví dụ như các bạn chỉ cần lấy một chi tiết thôi, đây cũng là com lê đây, các bạn nhìn thấy họ may cũng đã rất là khác rồi. Thời trang mà chỉ cần một cái chi tiết khác là đã bán được hàng rồi. Cô của em hay dự dự. Gu của Hải là hợp với Baza. Em Baza. trẻ quá em cũng không bán được, chỉ có những cái gu như thế này đăng lên khách đặt mầm, chắc là lượng khách của em. Không, sau một thời gian thì cái lượng khách nó sẽ liên quan đến cái page đấy nhiều. Sau một thời gian cứ mỗi ngày bơm cho sếp khoảng 30 mẫu, sếp thích mẫu nào sếp có cảm hứng thôi, còn lại thì không chọn cũng không sao, mình cứ vì mắt của mình nhìn nó sẽ cũng khác khác mọi người một chút, và nên 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 có những cái sự khác biệt như thế. Cái này mà may ra sẽ bán rồi, đẹp đẹp à, Dung nhỉ, mẫu này này. Vâng, cái này đẹp, Những cái mẫu này sang Du Đông bán đẹp. mẫu này Mẫu này đẹp này thầy. quá quá đẹp nhưng không phải đẹp. Em thì sợ nhất là hàng thu là rất nhiều mẫu đẹp, nhưng mà em rất là sợ hàng thu vì cái lượng tồn nhanh, bởi vì là nó ngắn, xong mẫu nó cứ dở dang. Em rất là sợ hàng thu và em rất thích cái chiến lược dài cho hàng đông, vì đông bán được dài đấy và tập trung được được nhiều mẫu hơn, nên là thu em hay cân nhắc lắm. Ôm cũng là sợ. Kể cả những Thường con em này không bán hàng bán thu. đông được mà, thêm áo khoác vào là thành đông Cái ngay đó chị của Nga. thầy đấy, em đang nói là cái xu hướng chung, còn mẫu của thầy đang nhìn cái mẫu kia rất là ok. Bởi vì là bây giờ xu hướng mặc như thế mà mặc dài tay người ta không thích đâu thầy ạ. Tự nhiên cái mẫu như đang mặc kia mà cho dài tay thì lại thành xấu, thành già. Ngày nào bơm nhiều lắm. Nhung mà
làm đặt mẫu ấy, thầy bơm mẫu cho thì có mà tràn ngập. Thế thầy 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 nghiên cứu thêm cả cái mẫu của bên Suhi thầy. Bên Suhi em thấy là cái nhất là của mùa đông ấy. Của mùa đông ấy là cái mẫu của đầm của Suhi rất là đẹp. Sohi cũng nằm của một con bé của Việt Nam thôi mà. Vâng, nhưng mà ý em nói là Suhi là của cái chị đấy năm 83 đấy, sinh năm 83, người Thanh Hóa. bà đấy bạn mặc cũng đẹp mà cái mẫu bạn thiết kế cũng đẹp đấy thầy ạ, mặc dù giá rất cao nhưng mà Nhưng mà chất mấy triệu mà mấy triệu cho máy cái chất đắp đắp ta Suhi. em tại vì em cũng sản xuất ấy, nó là một cái chất mà nó thuộc cái dòng đắt kinh khủng. Cái đợt đầu của nó đắp ta còn 120 đến 130 đấy là nhập buôn, còn bây giờ nó rẻ hơn thì nó cũng phải rơi vào 90.000 đấy là vải trơn. Còn nếu mà vải mà nó thêu hoa hoặc nó Ê, dệt nhưng mà hoa hoặc là nó in nổi các thứ ấy, thì nó còn đắt nữa. các chị cứ bảo tí nữa học xong em gửi một số ảnh thầy chụp cho mọi người xem. Bộ com lê này đẹp không? Bộ này mặc được không? Bộ này bộ mẫu này đẹp Bộ này chơi, khá chơi. không? Quá chơi hợp với rêu này, rồng rong rêu này. Đẹp. Kiểu mấy kiểu chất chất lạ lạ như này đẹp này thôi mà. Alo chị Hà ơi. Em ở Cứ mỗi ngày bơm 30 mẫu, còn là sếp duyệt hay không là việc của sếp. Đấy. Mỗi ngày bơm 30 mẫu, nguồn ảnh đa dạng. Đây này, nó thuê con này làm đại sứ này. Cái gì mà xong Kyo, cái gì Kyo, cái gì đây? xong hay kêu Trái tim mùa thu đấy hả? vâng đúng rồi. Đẹp nay cơ mà, hãng này. Cái bộ dài thì đẹp ghê, cái bộ vest dài vest đi mấy chân nó dài, bộ này đẹp Bộ này là đẹp xuất may được sắc. bằng bằng denim, bộ này may may kiểu denim cao cấp mà. May may vải thiều cái này, như bộ này là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, mai đặt chị Nga bộ này đi. Không, bộ Mai trước đặt nữa chị thầy ạ. Nga. Bộ trước Dạ. chứ. Cái bộ trước cái bộ nó ngồi đây này, bộ này này. Đấy. Đấy, bộ này được. Xong lấy luôn hình của con này chạy. Ôi chết tài khoản ngay thôi. Không, nó không report đâu, đừng sợ vì nó ở Hàn Quốc. Hôm trước em chạy một cái bài đấy, chạy Không, đấy là có cái em hình lấy của không? bọn Việt Nam, em lấy của bọn Việt Nam nó biết, nó report em. Cái bọn à có một cái ảnh Tây mà nó hủy luôn cái bài đấy của mình, sau đấy chạy của Ba Gia không ảnh hưởng gì, có ảnh mới Lấy ảnh này nha, lấy ảnh em này chạy hoàn toàn bình thường, không sợ. Đây là thầy nói nghiêm túc, không phải là thầy nói lừa bọn em đâu. Nếu mà cẩn thận hơn ấy, cho bông hoa vào mặt cô này. Đấy, hiểu không? Dí cho quả bông hoa vào mặt cô này ra xong. Đỡ phải ngồi, đỡ tốn tiền chụp. Bộ này chả đẹp à? Bộ này thầy thấy quá là đẹp. Rất là sang mà áo tinh tế. chân váy Bây giờ đầm liền đấy như là sao em đầm liền áo chân váy nó may kiểu như là giả ấy nhờ, nó có cái lớp kia như giả lớp giả lắm nhờ. hoa ở bên ngoài. Cái này À. thì may nó hơi cầu kỳ, cái này may được cái này nó hơi bị hóc búa. Ừ. Chắc là từ cái đoạn dây đai nó chạy cho một cái vải phủ xuống. À, con Bộ lê vest màu màu này cũng đẹp này, bộ vest màu này đẹp ghê mỏng này. xuống. Đó thì tí nữa thích thì thầy gửi cho. Thầy gửi cho đống ảnh này. Rồi. Nhiều lắm, nhiều vét đẹp lắm. Đẹp không? Mùa đông này mặc đẹp không? Màu này đẹp không? Không rồi thầy. Hồng hồng pastel. Hồng Nhưng mà pastel. dành cho đối tượng công sở nhiều thì là em thấy nó hơi màu khó kén đấy thầy ạ. Cái màu này Kén kén. kén khách này. Trắng với hồng là kén lắm đấy. Bán được số lượng chính cái màu, một cái màu dạng kiểu màu 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 Kem sữa 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 ấy. bột. Màu kem đấy, Em màu kem đây này. này, đây này. Kem. Vàng nó Bên mới mình sang nó không phải đâu chị Doan ạ, tại vì cái công sở lành là người ta không dám mặc kiểu rực học rỡ thích này mấy hai nọ. chiếc.
mời đấy. Hai chiếc miễn ship. Đây là cái này đẹp này. Cái này đẹp thế. Màu hồng này đẹp này. Cái màu hồng đậm này đẹp. Cái này cái cách nó may cũng rất là hay nhá. Nó may nhưng mà váy bên dưới ấy, một nửa xếp ly, một nửa không. Đẹp lắm đấy. Bán nhưng mà thu đông đều được hết, dài vụ đều được hết. Này nhưng mà cái quả này nhá mà mặc lộ hết bụng luôn. Cái kiểu ly rồi. Nó có đường trên ly nó sẽ lộ bụng. Cái ly đằng bụng này là lộ hết bụng luôn. Ly. Ly phải ly ngắn thôi chứ còn ly dài này là chắc chắn là lộ bụng. Đúng rồi. Thế đó nó cố định nguyên mảng bụng. Cái váy này dễ bán hơn này, cái váy màu xanh thì dễ bán hơn. Con này thì nó kiểu kiểu của bọn nó nháy nháy kiểu của Chanel từ những năm trước. Đúng rồi. Thế em thấy của Chanel vẫn dễ bán. Mẫu của Chanel vẫn dễ bán. Chanel. Kể cả bộ vest giá của Chanel cũng vẫn giữ là dễ bán. Lâu nào cũng bán được. Thôi nha, bây giờ nếu mà cái khoản duyệt mẫu ấy, thầy gửi mẫu cho bên cho chị Nga thì thầy gửi cho mọi người luôn, cho mọi người thích mẫu nào mọi người đặt. Vâng. Mất công gửi luôn cho mọi người. Không 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 lấy lương đâu nhá, không sao lại sợ là không dám nhận ảnh. Mạnh mẽ là chứ gì. Bây giờ nhá, đánh giá cái hiệu quả quảng cáo thì đánh giá như thế nào? Đúng không ạ? Đây, ví dụ như là mình chi tiêu một cái số tiền sau khi mình chạy chiến dịch ấy, thì nó sẽ thông báo cho mình là mình đã chạy bao nhiêu tiền đó. Ví dụ đây là 1.700.000. Đây là một cái ví dụ để mình giải thích cho cái việc là chi tiêu và hiệu suất như thế nào các chị nhá. 1.700.000 này, tiếp cận được 21.000 lượt này và thu được 96 tin nhắn này. Đấy. Thế thì bây giờ ta sẽ lấy 1.700.000 chia cho 96 tin nhắn thì ta sẽ ra được giá của một tin nhắn. Vì vậy quảng cáo đắt hay rẻ thì nó phụ thuộc vào số lượng tương tác thực tế mình thu được. Đó. Các chị hiểu không ạ? Bây giờ ví dụ 1.700.000 này các chị thu được 200 tin nhắn thì giá lại còn rẻ nữa. Thế nhưng mà các chị chỉ thu được 100 tin nhắn thì nó chỉ rơi vào độ 17.000 một tin. Nhưng nếu các chị thu được 200 tin nhắn thì nó lại chỉ còn có 9.000 một tin. Cho nên ấy, đắt hay rẻ ấy, là thực chất là nó phụ thuộc vào số lượng cái tương tác thực tế mình nhận được. Ví dụ như là bạn Ánh bạn có nói là bạn ấy chạy có 4.000 mấy một tin, tức là với 100.000 bỏ ra chạy thì thu được khoảng hơn 20 tin thì nó rơi vào 4.000 mấy một tin. Đó là như vậy. Vậy thì nhiệm vụ của các chị chạy quảng cáo muốn rẻ là gì? Làm thế nào cho có nhiều tin nhắn nhất có thể? Nhiều tương tác nhất. Ok. Nó liên quan đến như tôi đã nói, hình ảnh sản phẩm, nội dung, thông điệp, bán hàng, mức giá bán. Đấy. Ví dụ như giờ, bây giờ bạn Hải, bạn bán là 700.000. Nhưng bạn bán 1.000.000, giá thầu sẽ đắt lên... Vẫn cái sản phẩm đấy, vẫn nội dung đấy nhưng mà đưa lên 700.000 giá bán khác, đưa lên 1.000.000 giá bán khác thì hiệu suất quảng cáo sẽ khác. Hiệu suất quảng cáo của mình thấp hơn nhưng mà lợi nhuận của mình cao hơn, tổng lợi nhuận của mình vẫn có thể đủ tốt. Nhưng mà lợi nhuận của mình thấp nhưng mà hiệu suất quảng cáo của mình cao thì cuối cùng mình vẫn có lợi nhuận tốt. Cho nên chạy đắt chưa chắc đã có lãi mà chạy rẻ chưa chắc đã lỗ. Cuối cùng là ta đo bằng hiệu suất chuyển đổi. 5.000 một tin nhắn là tốt, 10.000 một tin nhắn là tốt. Nhưng có chuyển đổi được hay không? Đúng không ạ? 100 tin nhắn vậy một ngày đi bao nhiêu đơn? 4.000 ngày hôm qua chạy thì đi được bao nhiêu đơn? À Hải Ánh. Bật mic lên, được đi được bao nhiêu đơn? 4.000, 5.000 thì đi được bao nhiêu đơn? Đấy là các bài, có một bài rẻ thôi, còn các bài khác cũng 19, 20 với lại 15, 16 là đấy. Ừ.
chứ không phải tất cả các bài đều thế, tùy từng bài.